Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi một chuyện linh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 3557, Thi tộc tận thế, phần 4. Nữ bà chấn kinh đến tột đỉnh. Vì sao? Người muốn làm như thế? Ngàn vạn lần đừng nói với ta là do lương tâm cắn rứt. Người không phải loại người như vậy. Là không có hy vọng. Mộ Hàn cười khổ. Coi như ta mang theo những cương thi còn sót lại đi gặp quỷ vương cũng sẽ không nhận được coi trọng. Có được bọn hắn hay không đối với ta mà nói đều giống nhau, nhưng đối với người lại không giống như vậy. Hắn nói xong nhắm mắt lại bắt đầu làm phép. Đến một bước này, nữ bạt vẫn là mộng bức. Đối với những điều Mộ Hàn nói, thật không dám tin tưởng. Thấy hắn làm phép, cuối cùng nội tâm dấy lên một tia hy vọng. Kết quả Mộ Hàn làm ra một cử động làm cho nàng giật mình. Hắn đem hồn phách của mình cùng thi thể tách ra, đem thân thể tặng lại cho nàng. Bao lâu nay một mực mong chờ cuối cùng đã đến. Nữ bạt thao túng thân thể, trải nghiệm cảm giác quen thuộc này. Từ khi hai người bị trói buộc chung một chỗ, nàng không giờ khắc nào không đấu tranh cùng Mộ Hàn, ý đồ đòi lại quyền khống chế thân thể. Thử qua nhiều lần đột nhiên tập kích, cuối cùng đều thất bại. Nàng đã tưởng tượng qua các loại khả năng đòi lại thân thể, chỉ là không nghĩ tới sẽ là dạng này. Mộ Hàn không công đem thân thể trả lại cho mình. Huyết khí tại đầu ngón tay ngưng tụ, mới đầu có chút lạ lẫm, nhưng rất nhanh nàng tìm trở về loại cảm giác vi diệu kia. Nhẹ nhàng dùng sức, một luồng huyết khí như linh xà đem Mộ Hàn vây lại. Chỉ cần nàng nhẹ nhàng khẽ động, Mộ Hàn ngay lập tức sẽ hồn phi phách tán. Hắn không có tránh. Ngươi không sợ ta giết chết ngươi sao? Không sợ. Mộ Hàn thần sắc tự nhiên lên nói. Ta biết ngươi vẫn muốn giết ta, tùy thời có thể động thủ. Nói cho ta biết, vì cái gì? Không có vì cái gì. Thân thể là của ngươi, thì huyết cũng là của ngươi, ta trả lại cho ngươi. Mộ Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Hy vọng của ta đã triệt để tan vỡ, không cần thiết lôi kéo người cùng một chỗ hủy diệt. Có lẽ thân thể này trả cho người so với ta sẽ hữu dụng hơn. Đến bây giờ ta vẫn không thể tin được người thế mà đã làm như vậy. 10 phút đồng hồ trước chính ta cũng không tin tưởng. Mộ Hàn giang tay ra. Người nói không dài, ta không xứng đáng làm thi vương. Hắn quay người, đối mặt những cương thi vẫn theo sát hắn. Những cương thi này đã được mở ra linh trí, sớm trợn mắt há mồm. Giữ lại bọn hắn đi, chỉ ít bọn hắn là hy vọng cuối cùng của thi tộc. Và lại, ta đối với bọn hắn là dùng thủ đoạn lừa gạt. Bọn cương thi này hoàn toàn tỉnh ngộ lại, trước mặt nữ bạt quỳ xuống, hết sức kích động bắt đầu sám hối. Nữ bạt thu hồi huyết khí đang thiêu đốt bên người Mộ Hàn, nói ra. Ở bên trong ta luôn luôn có một số ý niệm giết người, nhưng bây giờ ta buông tha người. Người có tính toán gì? Không biết. Tóm lại, chính mình không muốn trở về gặp lại quỷ vương rồi, bởi vì không có ý nghĩa. Vậy liền đi theo ta đi. Mộ Hàn sững sờ. Đi đâu? Đi nhân gian, tìm một nơi không ai có thể tìm tới, lại lần nữa sinh sôi chủng tộc của chúng ta. Chúng ta? Mộ Hàn, ngươi xem như đã chết qua 2 lần rồi. Nữ bạn đột nhiên cười nói. Không cân nhắc làm cương thi chân chính sao? Cương thi chân chính? Mộ Hàn nhìn qua nàng, tầm mắt u ám dần dần sáng lên. Ta có thể chứ? Thế tộc vĩnh bất vi nô, ta nghĩ ngươi bây giờ cuối cùng minh bạch đạo lý này rồi.
bất kỳ thế lực nào, bất kỳ chủng tộc nào đều không dựa vào được. Lúc này không gian hủy diệt đã nhanh chóng lan đến bên này. Nữ bạt kêu gọi mọi người nhanh chóng rời đi. Mượn đường của không giới, bọn hắn xuyên qua vết nứt hư không đi tới nhân gian. Nữ bạt tùy tiện giết một người để cho Mộ Hàn bám ở trên người này, dạng này hắn đã trở thành quỷ thi rồi. Mặc dù người bình thường này cường độ thân thể thực sự quá kém, bất quá có thể chấp nhận được. Có thân thể liền có thể tu luyện tề cao cơ sở. Thiện lương cho tới bây giờ không có duyên với bọn họ, thậm chí tà ác đều không có. Thi tộc sinh tồn trăm ngàn năm qua chính là do không ngừng giết chóc. Ngoại trừ thi tộc, hết thầy đều có thể giết chóc, hết thầy đều có thể phản bội. Điểm này rất giống với dã thú tại nhân gian. Giết chóc là để cho mình kỹ năng sống tiếp, cũng là bản năng. Nếu bạn theo bọn hắn lên một tòa sơn phong không biết tên, quan sát đồng ruộng dưới núi. 100 năm, 1000 năm, chúng ta có tuổi thọ vô hạn. Một ngày nào đó có thể chung kiến sự huy hoàng của thế tộc. Thế nhưng nhân gian chưa chắc có thể giữ được. Đó là chuyện của đám người Diệp Tiếu Dương nên đi suy tính. Chỉ ít trước mắt nhân gian vẫn còn tốt. Nàng quay đầu nhìn qua Mộ Hàn. Nhưng chúng ta không có hậu khanh rồi, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Mộ Hàn nhìn qua mặt của nàng, hơi hơi mỉm cười, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Thế tộc vĩnh bất vi nô. Linh giới triệt để hủy diệt. Cự nhân phẫn nộ nhưng không phát tiết xong, hắn lại tiếp tục đi tới không giới. Sau khi quan sát, hắn hướng đến nơi cảm giác được sinh linh nhiều nhất. Bên cạnh sông giáp danh, hải quân còn đang giằng co. Hiếu quân phái mấy thám tử tiến về linh giới tìm hiểu tin tức, đều một đi không trở lại. Còn đang phiền não, đột nhiên có người đến báo cáo, nói có người từ phía sau xâm nhập trong quân, ngay tại đó giết người. Có chuyện như vậy sao? Hiếu quân cảm giác rất ly kỳ, khống chế xe quỷ bay lên, muốn tới nhìn rõ ràng. Kết quả xe quỷ vừa bay lên, liền nhìn thấy một hán tử cao lớn mang theo thế lực bá chủ, ngay tại bên trong đội quân của hắn đại sát tứ phương. Hắn chỉ có một người, nhưng đánh đầu thắng đó, những đội quân tinh nhuệ vẫn luôn kiêu ngạo kia, tại trước mặt gia hỏa này đơn giản giống như một đám không có lực phản kháng chút nào, trong khoảnh khắc đã chết một mảng lớn. Đây là vật gì? Hiếu quân quá sợ hãi. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, cự nhân kia đã hướng về phía đội quân bên này đánh tới. Hiếu quân chỉ có thể tự mình xuất thủ, khống chế xe quỷ bay đi. Cự nhân lập tức nhạy bén phát hiện ra hắn. Đại khái là trên người hắn quỷ khí quá mức nồng đậm, đưa tới cho cự nhân này sự hứng thú. Hắn buông xuống đám đồ ăn kia, chạy mau 2 bước, đối với xe quỷ một quyền đập xuống. Oanh một tiếng, một chuỗi vang động thiên băng địa liệt. Xe quỷ giống như một chiếc xe tải phát nổ, trong nháy mắt chia 5 xe 7. Hiếu quân bay bổng lên, sau đó đập mạnh xuống đất. Lúc bò dậy, cự nhân kia đã đến trước mặt. Công chủ Cửu Lê! Hiếu quân đột nhiên quát to một tiếng. Cự nhân thu hồi nắm đấm đang chuẩn bị nện trên người của hắn. Ánh sáng màu đỏ trong mắt chợt biến mất, tựa hồ muốn xem tường tận hiếu quân này. Hình thiên! Hắn phát ra thanh âm biển động, thật giống như vô số âm thanh chồng lên nhau, cũng mà hiếu quân nghe rõ ràng. Là ta, cộng chủ Cửu Lê, thật là ngươi, ngươi đi ra rồi. Hiếu quân có chút kích động, siêu viêu trước mắt cùng với hình tượng chiến thần siêu viêu mặc chiến giáp tê giác ngàn vạn năm trước khác nhau rất lớn. Hắn cũng là thông qua lực lượng một quyền có thể đánh sụp sông núi kia đánh giá ra thân phận của hắn. Đạo phòng muốn phóng thích siêu, hắn có biết chuyện này. Vô cực quỷ vương chính là vì tránh chuyện này cho nên mới một mực bị buộc ở nhân gian. Ngoại trừ hắn, hiếu quân không nghĩ ra trong tam giới còn có ai có loại lực lượng đáng sợ này. Hình thiên, ngươi còn sống? Ngươi làm sao sống được? Siêu đình chỉ tiến công, từ trên cao nhìn xuống hình thiên. Hình thiên năm đó là chiến tướng thủ hạ của Viêm Đế, bởi vì bất mãn đối với Hiên Viên Thượng Đế mới gia nhập thân phận quân đoàn Cửu Lê, cùng nhau đối kháng Hiên Viên. Thực lực mặc dù đã ở dưới mắt thế giới này là số 1 số 2,
Nhưng ở lúc đó, chiến tướng thủ hạ của Sivil thực lực ngang nhau không cần quá nhiều. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.